Xin chào quý vị các bạn, trên hình bạn thể thấy đây là loa trong loa nghe gọi của V Smart Active 3. Nó khác hoàn toàn so với các cái mẫu điện thoại khác của nhà V Smart, tách biệt ra khỏi bảng main và thiết kế dạng vuông như này. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần loa trong loa nghe gọi trên V Smart Active 3 lỗi hỏng cần một địa chỉ thay mới, quý vị các bạn đừng ngần ngại liên hệ kỹ thuật viên để dịch vụ cao cấp.vn. Chúng tôi có mọi loại linh kiện trên V Smart Active 3. Riêng với phần loa trong loa nghe gọi của V Smart Active 3, quý vị các bạn đừng ngần ngại liên hệ kỹ thuật viên để dịch vụ cao cấp.vn. Chúng tôi có sẵn tất cả các linh kiện trên V Smart Active 3 nói chung và loa trong của máy nói riêng. Quý vị các bạn chỉ cần liên hệ kỹ thuật viên để dịch vụ cao cấp.vn là có thể thay mới được nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Những khách hàng ở xa, quý vị các bạn đặt hàng chúng tôi ship đến tận địa chỉ quý vị các bạn yêu cầu, nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Xin cảm ơn quý vị bạn đã xem video để dịch vụ cao cấp.vn. Chỉ nhận thay thế, sửa chữa V Smart Active 3 các lỗi phần cứng, phần mềm.